vừa mới thực hiện xong ca tim combo thái dương này, má này, cảm ơn chị khách. Thì mọi người có thể quan sát thấy là sau khi mà được xử lý vùng thái dương hóp này, má hóp này, thì gương mặt chị đã bồng bĩnh hơn và nhìn có vẻ như là vùng gò má đã bớt cao hơn rồi. Chị ơi, chị có cảm giác gì khi mà mình thêm không chị? Chị thấy cũng là hồi 20 tuổi. Cũng nhẹ nhàng không chị? Đầu tiên cũng nhẹ nhàng. Hơi đau một chút thôi. Hơi đau một chút. Chị có ưng ý với một cái kết quả hôm nay của mình đạt được không? Cảm ơn chị. Vậy cảm ơn chị, em chúc chị mọi điều. Chị sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống cũng như là trong tình cảm nhé. Chị sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống cũng như là trong tình cảm nhé.